cops on the track. Yeah, baby, anh sẽ cố gắng thay đổi với em à. Tất cả những thứ mà anh đã trông thấy được đều là ảo. Vì em anh sẽ thay đổi. DNG Fam. Là 2 giờ đêm chưa quay về nhà để mắc em lo. Bị đâm đến tận xương tủy mà vẫn dưng dưng ngồi đó. Em nói anh biết những điều kinh khủng mà chính bản thân của anh còn không dám nghe. Cơn phê hóa chất anh như điên dại bước đi loạn trọn rồi té. Em phải gánh chịu hết bao nhiêu lần nữa hay là lần cuối của anh? Lần cuối cùng trong bạn, lần cuối khác. Anh trượt dài vào đường tội lỗi mà không phanh. Cái tôi của anh chắc chắn là chìa khóa cho để thả con quỷ tàn ác ở trong anh. Em nên nếm tận cùng niềm đau anh đây ra. Trái với những lời hứa cuộc đời sẽ trong xanh. Chỗ dựa tương lai là đây sau. Anh lại chạm đến những tầng mây cao. Bức tường vô trả xe mau để che đậy tội lỗi mà anh đang gây sao. Fuck you. Đời em tan nát cho khúc khác. Em vừa phát mang niềm vui anh ban phát cho người khác. Xem em rác như là muối anh đang xác. Em phải phát như âu lo chỉ đất cát. Cho bất chết để bất mát không thất lạc. Niềm tin chết qua mất rồi tim nào thắt lại. Em gan tâm vội quên. Thôi ta cất vội những ký ức để đau thương không gọi tên. Bình minh đến và mang niềm tin thật mới đặt lên da anh. Trở về với thiên nhiên quyện vào khói cân để nghe buồn ấy qua nhanh. Trôi qua mất rồi tim đau thắt lại em gan tâm vội quên. Thôi ta cất vội những ký ức để đau thương không gọi tên. Bình minh đến và mang niềm tin thật mới đặt lên da anh. Trở về với thiên nhiên quyện vào khối cần để nghe buồn ấy qua nhanh. Nhìn lại thể xác của anh bây giờ đâu ai cần. Ấm áp anh em và mới tình nghĩa như vàng của anh đang phai dần. Mười mấy triệu đồng mất 2-3 ngày có đáng gì đâu. Quan trọng là phun hết được đống câu hỏi khốn nạn dồn nén lâu ngày trong họng ra. 12 giờ đêm 25 tháng 7 trong một căn phòng thường lui tới gần xa ở trên nền nhà còn một chút thức ăn mình mua mới. Khi tao nghe bên tai nói nó nhắm mắt rồi anh em mình lôi ra mà xử thôi. Dù chỉ biết im lặng không dám nhếch miệng cười dù cho sáng mai là cử soi. Là tội đồ bị họ nhìn với một đôi mắt khác. Không gì đâu bằng niềm tin bị giết một mình gánh chịu những mất mát. Đồng tiền tao kiếm từ đất cát chơi với anh em quên thất bát. Nhưng đối với tao mày rất khác sẵn sàng quay lưng đi mất xác. Tao chưa bao giờ trải qua cảm giác khốn nạn khi bị ban đứng. Cuộc đời của mày thì bất tài khi chỉ biết nấu mì giỏi hơn là ráng trứng. Chỉ chờ tao đem chỉ tích tên thưởng thức trả ơn cho tao bằng cách là gã tội. Nhân quả sẽ đến và tặng quà cho mày. Đường đời chắc chắn tụi mày sẽ ngã vội. Trôi qua mất rồi tim nào thắt lại em gan tâm vội quên. Thôi ta cất vội những ký ức để đau thương không gọi tên. Bình minh đến và mang niềm tin thật mới đặt lên da anh. Trở về với thiên nhiên quyện vào khối cân để nghe buồn ấy qua nhanh. Trôi qua mất rồi tim đau thắt lại em gan tâm vội quên. Thôi ta cất vội những ký ức để đau thương không gọi tên. Bình minh đến và mang niềm tin thật mới đặt lên da anh. Trở về với thiên nhiên quyện vào khối cân để nghe buồn ấy qua nhanh. Quên tao đi.